Được sự bảo trợ của Liên hiệp Người Việt trên toàn châu Âu và Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đăng cai tổ chức cuộc thi Áo dài Phu Nhân 2018 diễn ra tại Top Hotel Praha ngày 15-16 tháng 6 năm 2018. Áo dài Phu Nhân 2018 là cuộc thi dành cho toàn thể phu nhân trên toàn châu Âu từ độ tuổi 35 đến 50 và trên 51 tuổi, không phân biệt quốc tịch. Đây là sân chơi nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thông qua tà áo dài Việt Nam và người phụ nữ Việt Nam. Đăng ký tham gia dự thi cuộc thi Áo dài Phu Nhân 2018, toàn thể phu nhân trên toàn châu Âu sẽ gửi đơn đăng ký cho ban tổ chức trước ngày 15 tháng 5 năm 2018. Ban tổ chức sẽ xét tuyển chọn top 100 phu nhân trên toàn châu Âu lọt vào vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Praha vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2018. Toàn thể phu nhân lọt vào top 100 sẽ đồng hành với ban tổ chức với 2 ngày thi. Ngày 15 tháng 6 sẽ diễn ra gala gặp mặt và trình diễn thời trang dạ hội khai mạc chương trình. Sáng ngày 16 tháng 6, top 100 phu nhân trên toàn châu Âu sẽ đồng hành cùng ban tổ chức với các chương trình quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thông qua tà áo dài Việt Nam tại thành cổ Praha. Tối ngày 16 tháng 6 là đêm đăng quang trao giải cho các phu nhân xuất sắc nhất trong cuộc thi Áo dài Phu Nhân 2018. Hội đồng chấm giải của ban tổ chức sẽ chọn ra các phu nhân xuất sắc nhất cho các giải chính của cuộc thi. Các giải thưởng chính của cuộc thi gồm có: 1. Hai giải nhất dành cho hai top phu nhân. Giải thưởng trị giá 2.000 euro, hoa, kỷ niệm chương, vương miện và quà của nhà tài trợ. 2. Hai giải nhì dành cho hai top phu nhân. Giải thưởng trị giá 1.000 euro, vương miện, hoa, kỷ niệm chương và quà tặng của nhà tài trợ. 3. 4 giải ba dành cho hai top phu nhân. Giải thưởng trị giá 500 euro, vương miện, hoa, kỷ niệm chương và quà tặng của nhà tài trợ. 4. 12 giải phụ. Đây là các giải thưởng dành cho các phu nhân do hội đồng chấm giải chính thức của ban tổ chức và hội đồng bình chọn của toàn thể các phu nhân trên toàn châu Âu bao gồm: 1. Giải thưởng cho phu nhân người đẹp ảnh. 2. Giải thưởng cho phu nhân người đẹp thân thiện. 3. Giải thưởng cho phu nhân mặc áo dài truyền thống đẹp nhất. 4. Giải thưởng cho phu nhân mặc áo dài truyền thống phong cách nhất. 5. Giải thưởng cho phu nhân mặc áo dài cách tân đẹp nhất. 6. Giải thưởng cho phu nhân mặc áo dài cách tân phong cách nhất. 7. Giải thưởng cho phu nhân mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. 8. Giải thưởng cho phu nhân mặc trang phục dạ hội phong cách nhất. 9. Giải thưởng cho phu nhân ứng xử thông minh nhất. 10. Giải thưởng cho phu nhân ứng xử dí dỏm nhất. 11. Giải thưởng cho phu nhân có gương mặt khả ái nhất. 12. Giải thưởng cho phu nhân áo dài duyên dáng nhất. 12 giải thưởng phụ ban tổ chức sẽ công bố trước khi cuộc thi bắt đầu với các quà tặng và các giải thưởng của các nhà tài trợ đã tài trợ cho cuộc thi. Ban tổ chức của cuộc thi đã thông qua cuộc họp báo ngày 7 tháng 4 năm 2018 với những công bố chính thức của hội đồng chấm giải và hội đồng bình chọn giải. Đây là hội đồng quyết định mọi giải thưởng của cuộc thi, cũng là hội đồng cao nhất chịu trách nhiệm về kết quả và uy tín của cuộc thi. Hội đồng chấm giải chính thức của ban tổ chức bao gồm: 1. Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật, trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chấm giải. 2. Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cố vấn của ban tổ chức, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng giám sát Hội đồng chấm giải. 3. Bà nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, Ủy viên Hội đồng chấm giải. 4. Bà Vũ Thị Phương Thanh, nghệ danh Bảo Thanh,
diễn viên điện ảnh, ủy viên hội đồng chấm giải. 5. Bà Mikhaila Halodova Groth, Miss Tourism Czech Republic, ủy viên hội đồng chấm giải. Hội đồng bình chọn giải gồm 11 phu nhân trên toàn châu Âu. Đây là hội đồng đại diện cho toàn thể khán giả quan tâm đến kết quả bình chọn của cuộc thi, cũng là hội đồng tư vấn cho ban tổ chức từ khắp nơi trên toàn châu Âu, nhằm tổ chức thành công sân chơi mang tính cộng đồng rộng rãi và duy trì 2 năm một lần luân phiên đăng cai tại các nước trong khu vực châu Âu. Hội đồng bình chọn giải bao gồm: 1. Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan. 2. Bà Đặng Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia. 3. Bà Trịnh Thị Mùi, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. 4. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Phụ nữ và Trẻ em thành phố Erfurt, Thuringen, Cộng hòa Liên bang Đức. 5. Bà Hồ Ngọc Nga, một trong những nhà hoạt động xã hội về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đại diện cho Hungary. 6. Bà Đỗ Thu Hà, đại diện cho phụ nữ thành phố Martinsburg, Cộng hòa Liên bang Đức. 7. Bà Mai Thị Diên Hồng, đại diện cho thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức. 8. Bà Nguyễn Thị Kiến, phu nhân của Chủ tịch Hội Liên hiệp Người Việt trên toàn châu Âu. 9. Bà Trương Kim Anh, phu nhân của Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 10. Bà Nguyễn Thúy Ngân, phu nhân của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 11. Bà Thái Quỳnh Chi, phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sabaria Praha. Hai phu nhân đăng quang giải cao nhất của cuộc thi sẽ đồng hành cùng ban tổ chức và Hội Liên hiệp Người Việt tại châu Âu trong 2 năm với các chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Người Phụ Nữ và Tà Áo Dài Việt Nam. Và sau 2 năm sẽ trao lại quyền và vương miện cho người kế vị đăng quang. Và đặc biệt, hai phu nhân đăng quang giải cao nhất của cuộc thi sẽ được Money Polo, một trong những đơn vị tài chính lớn nhất trên toàn châu Âu, chọn làm gương mặt đồng hành với các chương trình sự kiện của Money Polo trên toàn châu Âu. Top 100 áo dài phu nhân sẽ đồng hành cùng ban tổ chức ăn ở trong 2 ngày dự thi và 2 vòng thi diễn ra trên sân khấu lớn nhất Praha từ trước đến nay. Kinh phí đóng góp cùng ban tổ chức là 5.000 kurun, tương đương với 200 euro, và một bộ áo dài truyền thống bắt buộc với form dáng, màu sắc, thiết kế do ban tổ chức quy định. Áo dài 2 lớp, quần 2 lớp, chất liệu do ban tổ chức lựa chọn, khang vấn cao 15cm, đồng bộ với kinh phí 3.000 kurun, tương đương với 120 euro. Trang phục áo dài bắt buộc sẽ do nhà may BMB, nhà đồng hành cùng ban tổ chức, sẽ trực tiếp lấy số đo và may theo số đo của từng phu nhân tham gia dự thi trong top 100 lọt vào vòng chung kết tại Praha. Thay mặt ban tổ chức áo dài phu nhân 2018, đại diện Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Đây là niềm động viên để ban tổ chức và Hội Văn hóa Nghệ thuật tổ chức tốt chương trình áo dài phu nhân 2018. Tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2018, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn gói tài trợ của nhà may BMB, gói tài trợ của Trung tâm Tài chính Money Polo, gói tài trợ của công ty Nasiaco Food, gói tài trợ của công ty Sabaria, gói tài trợ của công ty Tam Đà Food, gói tài trợ của công ty NTH Food, gói tài trợ của thẩm mỹ viện Vispa và sự hỗ trợ của Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Và ban tổ chức cùng trân trọng cảm ơn gói tài trợ của gia đình ông Đặng Đình Thịnh, Chủ tịch
Hội Người Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc. Hiện nay, ban tổ chức đang vận động kinh phí để tổ chức tốt cho cuộc thi áo dài phu nhân 2018 được tổ chức tại Top Hotel vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2018. Ban tổ chức cũng xin kêu gọi tất cả các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân, các công ty tài chính trên toàn Cộng hòa Séc ủng hộ và giúp đỡ ban tổ chức về tài chính và vật chất để tổ chức thành công cuộc thi áo dài phu nhân lần thứ nhất trên toàn châu Âu năm 2018. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn.